27 tuổi và em quê ở Gia Lai. Hiện tại thì em đang làm quản lý nhãn hàng tại công ty Sài Gòn Food. Em đang bán cháo tươi. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em tên là Phương, em quê ở Nghệ An, em 29 tuổi. Hiện nay em đang công tác tại công ty cổ phần sữa Việt Nam. Em học đại học ở Hà Nội, xong vào đây làm. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, đúng khá rồi. Là hài hước. Bây giờ thấy rất là tươi luôn. Còn điểm yếu của em có lẽ là kỹ tính quá, sạch sẽ. Trong công việc cũng như trong các mối quan hệ em cũng khá là kỹ. Nói chung là kỹ tính thì cũng tốt. Có những cái mình cũng phải du di. Chứ nếu như mình kỹ quá thì người xung quanh sẽ cảm thấy hơi khó. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em sống có trách nhiệm, em sống có tâm. Và em nghĩ là em sống rất là tình cảm, yêu gia đình. Điểm yếu thì em rất là giống bạn, là em cũng rất là hơi cầu toàn, hơi kỹ tính. Hai người này ở chung với nhau rồi ai chịu nổi đây, kỹ quá. Được cái là em có ưu điểm là em rất là hay lanh xả. Và em cũng thích nấu ăn, nhưng mà em không nghĩ là em không biết là người khác có thích món ăn em nấu hay không. Là mỗi người một khẩu vị ăn được là được rồi. Về tình trường thì sao nè? Em có hai mối tình ạ. Tình đầu thì ngày xưa lúc học đại học, lúc vào đây em có quen một bạn nhưng mà cũng chia tay khá là lâu rồi. Lý do tại sao chia tay em nhớ không? Bận đứa trẻ con quá. Cô ấy bao nhiêu tuổi? Nhỏ hơn em 6-7 tuổi ạ. Thế bây giờ bên đây nhỏ hơn 2 tuổi em thấy hợp lý. Nhỏ hơn 2 tuổi đúng không? Dạ em 27. 27, 2 tuổi được chưa? Dạ ok ạ. Ok phải không? Dạ. Còn em, tình trường mình như thế nào? Dạ tình trường của em thì em phải là ít ỏi lắm chị. Là em có một mối tình học trò năm lớp 11. Và từ đó đến giờ thì em hầu như em tập trung vào học hành và sự nghiệp á. Nên thành ra là em cũng có ít có hẹn hò. Kiểu vậy là chưa có mối tình nào chính thức hết hả? Dạ đúng rồi chị. Vậy ngày hôm nay em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Muốn một người là bạn nhìn rất là dễ mến, bạn cười lên có vẻ là rất là sáng sủa. Và còn về tính cách thì em hy vọng là bạn sẽ sống có bản lĩnh, có đam mê, sống rất là tình cảm là được ạ. Cái điều gì em không thích ở một người bạn trai? Bạn ấy sống không có trách nhiệm với gia đình hoặc là với bạn bè, với những người xung quanh. Thì cái đó là em không có mến một bạn như vậy. Trước hết là em chia sẻ là bản thân của em, em cũng khó khá duyên với những bạn tên Trang. Vậy là bạn cái cũ tên Trang luôn hả? Không, no. Quen rất là nhiều người tên Trang thôi. Em rất thích bạn nữ nói câu từ trách nhiệm. Bởi vì em cũng rất là thích cái từ đó. Em thì luôn tâm niệm là có trách nhiệm với gia đình bạn nữ, yêu thương gia đình bạn nữ. Thì gia đình vợ của mình, tất nhiên là bạn nữ cũng người vợ của em cũng sẽ yêu thương trách nhiệm với gia đình nhà em thôi. Tốt, trước mắt là cũng có một cái điểm tương đồng. Dạ, chung. Điều nào em không thích ở người bạn gái? Trẻ con. Nhưng mà chắc bạn nữ nói vậy thì không trẻ con đâu. Một chút xíu nữa, nhưng khi mà Tường kéo cái cửa trái tim này ra, hai bạn sẽ có thời gian trò chuyện trực tiếp thì mình sẽ hiểu hơn. Rồi hôm nay cái này là cái gì đây? Đây là em có chuẩn bị mấy tấm hình giới thiệu với bạn nữ, gia đình của em. Gia đình em thì có 4 người. Dạ em cũng có mang tới những tấm hình là bạn bè và đồng nghiệp cũng như là gia đình em. Này giờ cho chàng trai đoán thử có biết em là ai không ha? Dạ. Được không? Tấm này phải không? Dạ. Giờ đoán ra kiếm ra em phải không? Để chị kiếm trước ra không đó nha. Chắc xác suất chắc sai. Đoán đi em. Bây giờ em hình dung bạn bên kia như thế nào, em đoán thử đi. Tất cả các bạn đều xinh. Con gái Gia Lai thì thường sẽ là rất là trắng. Nhưng mà ở đây hình này hình ai cũng trắng. Ai cũng trắng cả. Như em đi, em chọn thì em chọn ai? Sai rồi làm chị ơi. Không, bây giờ em chọn mình chị coi thôi. Chị hứa không cho mình chị coi đâu. Rồi đây cận vô để em mốt về bên Mỹ phát chương trình bên kia coi gu của em ấy. Cho em muốn hỏi là bạn em chọn một bạn mà trong đó là gầy hoặc là hay là hơi mập tròn tròn dễ thương à? Ôi một chút xíu nữa rồi mình em mốt về đó xem chương trình rồi mới biết được, chứ bây giờ khó nói lắm. Rất may mắn là bạn ấy không có chọn cô dâu. Còn bây giờ chị Tường sẽ mở cửa trái tim để cho hai bạn nhìn thấy nhau. Hãy nhìn đi xem lựa chọn của em có đúng hay không. Còn bạn nữ thì hãy về xem lại tập này. Tan. Chào anh. Có đúng như mong đợi của anh không anh? Hơn cả mong đợi em ạ. Rồi hai bạn trò chuyện trực tiếp với nhau đi. Chào em. Dạ hello anh. Ừ, anh là Phương. Dạ. Hiện tại em ở đâu? Hôm nay em ở quận 8, còn anh đang ở đâu ạ? Anh ở Thủ Đức. Vậy là hơi xa đó anh. Xa vì ngại ngăn sông cách núi chứ không ngại vì lòng người ngại núi ngăn sông.
Em nghĩ cái tàu một tiếng cũng gọi là cũng nhanh dữ lắm á anh. Dạ. Gia Lai là thường là người ta sẽ gốc ở đâu đến đúng không? Em là gốc ở miền Bắc, Hải Dương. Hiểu lò quá, mới kéo ra là coi như không có bà Mai này ngồi chính giữa luôn rồi. Bây giờ nè, cảm nhận đầu tiên khi hai bạn nhìn thấy nhau như thế nào? Nói thật, cảm xúc đầu tiên là chưa tâm sự. Thực ra thì em cũng bất ngờ. Em chỉ nghĩ giống như là một bạn sẽ hơi mộc mộc tròn tròn hơn anh. Ý là tròn hơn anh một chút. Tại vì cái gu của em nó sẽ là hơi tròn tròn, kiểu dễ thương á. Vậy thì về chắc ăn cơm của em nấu thì sẽ tròn hơn á. Em không nghĩ là anh có thể ăn cơm của em nấu đâu. Cơm của em nấu là khi nào mình bấm nút hẹn hò mình mới có cơ hội. Còn bây giờ chúng ta có thể ăn cơm tại nhà hàng này. Yeah. Nhà hàng Coco Echibania. Bây giờ chị Từ sẽ đưa thực đơn cho hai bạn chọn món rồi chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện nha. Rồi, mời hai bạn chọn món ăn đi. Em thích món gì? Dạ, em thích đồ chay một xíu. Em thích cà ri, cà tím, rau củ bỏ xôi. Còn anh thì sao ạ? Anh thì thích ăn hải sản. Em chọn cà ri tôm chiên. Rồi, chị sẽ gọi giùm cho hai bạn. Rồi, trong ít phút nữa sẽ có đồ ăn ngay. Và giờ không biết cái bó hoa để trước mặt mình để làm gì ta. Chắc tặng chị Tường quá. Thấy người tình trong mộng bất ngờ quên tặng luôn. Tặng em à? Em cảm ơn nhiều nha. Dạ, đúng hoa em thích luôn. À, phải không? Phải không? Sống là có tính cách một xíu chị. Hướng về bầu trời vậy đó. À, rồi. Em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Thì em hy vọng là anh sẽ đừng bao giờ đi ăn một mình. Anh với lại gia đình hoặc là bạn bè hoặc là với người trong mộng của anh ha. Cảm ơn em. Đi ăn với em. Anh đừng bao giờ đi một mình. Anh hãy đi ăn với em. Ước mơ nhỏ bé của anh thôi là anh thích có một ngôi nhà nhỏ ở trên Tây Nguyên ấy. Dạ. Trồng rau, nuôi gà, thỉnh thoảng sáng sớm làm một ly cà phê. Khoan có nghe anh dịu ngọt mà ngã siêu nha. Dạ, anh dạ. Kỹ tính là rất là khó. Quyết đoán thôi, không gọi là ra trường. Gật, liền nha. Tự tìm hiểu nha, không đừng đổ thừa chị Cát Tường nha. Mình có làm dâu không em? Thực ra thì em vào đây 6 năm, em cũng có một căn hộ nhỏ ở trong này rồi. Tại đó là một mình, thiếu bàn tay phụ nữ nữa thôi. Với anh thì phụ nữ là để yêu thương. Dạ. Phụ nữ cứ toàn quyền quyết định. Phụ nữ phụ nữ toàn quyền quyết định nhưng mình phải chủ động chứ. Con cái thì như thế nào? Anh tuy là con đầu nhưng mà may mắn là có hai anh em trai. Nên là anh thì anh rất là thích con gái. Nên là anh bảo mẹ anh là thôi sau này mà cứ con đẻ con gái không thôi. Còn đích tôn thì có em thằng em trai lo. Thằng em trai nó cũng đẻ con gái luôn rồi sao? Con gái lại càng có giá nữa. Rồi thế kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Thứ nhất là anh sẽ không bao giờ để người vợ ở nhà đâu. Anh sẽ để người vợ đi làm. Chỉ đủ tiền son phấn thôi cũng được nữa. Đấy, đi làm với vui vẻ con người sẽ nhanh nhẹn. Chơi là đi rất là nhiều tỉnh hoặc đi rất là nhiều nước thì anh nghĩ sao về một bạn nữ như vậy? Cái đó gọi là du lịch, ai mà gọi là đi ăn chơi trời. Em thấy là nó giống như là ăn chơi chứ nó sẽ không giống là nghỉ ngơi hoặc là đi du lịch. Ăn thì anh cũng thích ăn, chơi anh cũng thích chơi. Nhưng mà cái gì cũng vậy, đều có giới hạn của nó là được. Em thích ăn chơi, anh cũng thích ăn chơi, miễn em đi ăn chơi chung với anh là được rồi. Cái là cái thứ hai đó là ăn chơi thì ai không thích, nhưng mà phải tùy theo cái hầu bao trong túi nữa chứ. Đúng không em? Dạ. Rồi có dư giả mới đi du lịch, mới đi ăn uống với ai không thích vậy. À, giống như bây giờ nè, đói bụng rồi nè, ăn ở nhà hàng tài trợ nè. Mời lên món ăn. À. Thanh đạm ha, rất là ngon. Mời hai bạn chúng ta hãy thưởng thức thử món cà ri Nhật Bản này ha. Đây là một món ăn rất là phổ biến, rất là nhiều người yêu thích, hiếm nhất ở bên Nhật Bản luôn á. Vừa ăn vừa trò chuyện vừa trao đổi với nhau. Một chút xíu nữa chị Từ sẽ quay lại để cho hai bạn được tự do thoải mái tâm sự nha. Rồi chúc hai bạn ngon miệng. Em mời anh nha. Mời em. Cà ri không chỉ nổi tiếng ở Ấn Độ đâu, đúng không? Cà ri còn nổi tiếng ở Nhật nữa. Quán này là quán Nhật thì nó là rất là nổi tiếng. Mà lần đầu tiên nó mở một nhà hàng ở Việt Nam. Em ăn thấy sao? Em thấy cũng hợp. Nói chung là thường á thì món cà ri thì hơi khó ăn, nhưng mình thấy là cái này nó khá là dễ ăn. Thì nằm trong năm nay á, anh đã đi du lịch nước nào chưa anh, hoặc là đi du lịch tỉnh nào chưa ạ? Nơi anh thích nhất là Đà Lạt. Nên giống em á, em cũng thích Đà Lạt. Anh thích Đà Lạt vì sao anh? Vì nó yên bình, không khí thì quá tuyệt vời. Anh thích rừng hơn là biển. Nên là em ở Gia Lai đó thì em ở Gia Lai mà đâu? Em ở Gia Lai là em khúc, anh biết khúc Biển Hồ không? Nó biển sẽ Hồ cách, à? Dạ đúng rồi, nó sẽ cách Biển Hồ khoảng đâu đó là 20 cây. Định hướng nghề nghiệp của anh thì sao anh nhỉ? Anh vừa học xong thạc sĩ kinh tế. Trước đây của anh, công việc của anh đơn thuần là làm kỹ thuật thôi, làm sản xuất trong nhà máy. Dạ.
ra kinh doanh, muốn nhảy sang một lĩnh vực mới, thử thách bản thân. Em là đầu tiên. Giống như anh nói không nói cái câu mà ngoài mong đợi, mà em muốn giống như đây là thật lòng mà đúng không? Nói thật lòng đi. Ngoài mong đợi chưa chắc là thật lòng, ngoài mong đợi có thể là nó chưa có ổn bằng kiểu vậy đó. Ấn tượng. Rồi, game show cũng được rồi ha, cũng lắng nghe được nhau, trò chuyện nhau khá nhiều rồi. Chị Tường nghĩ là hai bạn hãy nhắm mắt lại để chúng ta cảm nhận, chúng ta suy nghĩ lại, suy gẫm lại về cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ để xem động lại trong ta những gì. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Rồi, suy nghĩ thật kỹ. Rất nhiều người đang theo dõi chúng ta nhé. Bấm nút là hẹn hò. 1 2 3 Rồi, mời hai bạn